áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài số 50 năng lượng tái tạo. Trước khi đi vào nội dung của bài học, chúng ta sẽ cùng nhau xem mục tiêu ở bài học này là gì. Ở đây chúng ta có một mục tiêu duy nhất, đó chính là lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng. Tức là ở đây người ta yêu cầu các em là lấy được một số ví dụ, được chưa nào, liên quan đến năng lượng tái tạo thông dụng. Vậy thì năng lượng tái tạo đây là gì thì chúng ta sẽ theo dõi cái câu hỏi ở phần hoạt động. Ở đây người ta hỏi các em, hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015. Theo em, năng lượng tái tạo là gì? Đấy, ở đây người ta cho các em một cái biểu đồ hình tròn gồm 4 dạng năng lượng. Một là năng lượng tái tạo, 2 là nhiệt điện than, 3 là nhiệt điện dầu và 4 là nhiệt điện khí. Tức là ở đây có các mức phần trăm của các nguồn năng lượng này. Được chưa nào? Vậy thì năng lượng tái tạo đây là gì? Vậy thì chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài học này thì chúng ta mới có thể trả lời được năng lượng tái tạo là gì, có đặc điểm như thế nào, ưu điểm của nguồn năng lượng tái tạo này là sao. Được chưa? Chúng ta sẽ đi đến nội dung mục 1 La Mã, nguồn năng lượng trong tự nhiên. Nội dung của mục 1 La Mã này như sau. Nguồn năng lượng trong tự nhiên gồm nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo. Tức là năng lượng của chúng ta trong tự nhiên gồm hai dạng chính, đó chính là năng lượng tái tạo và không tái tạo. Vậy thì nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên. Hình 50.1a. Nguồn năng lượng không tái tạo phải mất hàng triệu đến hàng trăm triệu năm để hình thành và không thể bổ sung nhanh nên sẽ cạn kiệt trong tương lai gần, hình 50.1b. Vậy là chúng ta có thể thấy là gì nhỉ? Ở đây người ta đưa ra khái niệm rất là dễ hiểu. Tái tạo có nghĩa là gì? Có sẵn trong tự nhiên và liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên. Còn không tái tạo có nghĩa là gì nhỉ? Nó sẽ phải mất một thời gian rất là dài để nó hình thành và tái tạo lại. Được chưa nào? Nên là nó sẽ không thể bổ sung nhanh chóng và nó sẽ cạn kiệt trong một tương lai, trong một tương lai gần nếu như mà chúng ta sử dụng bừa bãi, không hợp lý. Vậy thì ở đây chúng ta theo dõi hình 50.1a và 50.1b. Ở đây người ta cho các em hình 50.1a ở đây chính là gì nhỉ? Các nguồn năng lượng tái tạo gồm mặt trời, gió, nước, địa nhiệt, sinh khối. Còn hình năng lượng không tái tạo đây là dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên, urani. Đây là những cái nguồn năng lượng ở trong tự nhiên, tự các khoáng sản như nào đấy, chúng ta cần phải khai thác. Còn đây là các nguồn năng lượng tái tạo. Vậy thì cái nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo này, nội dung nó như thế nào, cụ thể năng lượng mặt trời như nào, năng lượng gió, năng lượng nước như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở mục 2 La Mã phía sau, được chưa? Thế thì trước khi mà đi vào mục 2 La Mã thì chúng ta sẽ có một câu hỏi ở đây. Người ta hỏi các em, hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái hình ảnh này để chúng ta biết xem là đâu là nguồn năng lượng tái tạo và đâu là không tái tạo. Và chúng ta sẽ theo dõi nhìn trong lớp học của chúng ta có những vật liệu nào sử dụng nguồn năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Thế thì rất đơn giản thôi. Chúng ta thấy là gì nhỉ? Ở trong lớp học của chúng ta có các thiết bị, ví dụ như là bàn này, ghế này bằng gỗ, đúng không nào? Rồi các thiết bị dùng điện, ví dụ như là quạt, bóng đèn sử dụng năng lượng điện, chưa? Còn một số loại ví dụ như ở trong phòng thí nghiệm như là đèn côn này, rồi có một số cái như là điều hòa sử dụng khí ga, đúng không? Đấy thì chúng ta có thể thấy là gì nhỉ? Các dụng cụ sử dụng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, ví dụ như là bàn, ghế gỗ, đúng chưa nào? Ghế gỗ ở đây là có trong tự nhiên, đúng như nào? Gỗ có trong tự nhiên thì đó chính là các năng lượng từ nguồn sinh khối này, các em này. Năng lượng sinh khối này, đấy, ghế gỗ. Còn thiết bị dùng điện sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, ví dụ như là quạt, bóng đèn, đấy, sử dụng năng lượng điện. Thì đấy là những cái thiết bị sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Còn các thiết bị sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, ví dụ như là đèn côn sử dụng trong phòng thí nghiệm, đấy, được lấy từ các khoáng sản, đúng không? Phải khai thác khoáng sản thì mới có. Đấy, rồi điều hòa có sử dụng khí ga. Chúng ta thấy là gì nhỉ? Mỗi lần mà sửa chữa điều hòa thì người ta hay bỏ hết ga, người ta cần phải bơm ga. Thì cái ga đấy là người ta cũng sử dụng từ các khí tự nhiên, đúng không? Sử dụng từ các khí tự nhiên thì đó chính là các nguồn năng lượng không tái tạo. Vậy thì câu hỏi này chúng ta có thể trả lời như sau. Các dụng cụ trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo gồm. Các dụng cụ có trong lớp học
hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo. Lấy từ nguồn năng lượng tái tạo. Ví dụ như là bàn, ghế bằng gỗ, đúng không các em? Đấy, lấy từ nguồn năng lượng sinh khối đấy. Rồi ví dụ như là các thiết bị điện. Quạt, bóng đèn. Sử dụng năng lượng điện lấy từ nhà máy thủy điện hoặc là nhà máy điện pin mặt trời, đúng không? Pin mặt trời đấy. Một số nơi người ta hiện đại người ta sử dụng pin mặt trời để người ta tạo ra điện. Đấy là các dụng cụ và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Các em có thể lấy thêm các ví dụ khác được chưa? Tiếp theo là các dụng cụ sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo. Ví dụ như là đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Điều hòa sử dụng khí ga, đúng không nào? Đấy, cồn và ga ở đây là những cái nguồn năng lượng không tái tạo được sinh ra từ các nhiên liệu, ví dụ như là khí tự nhiên đây này các em này. Đấy. Thì đấy là cái ví dụ hay là cái câu trả lời cho câu hỏi này. Vậy thì nguồn năng lượng tái tạo đây là gì thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung mục 25A để tìm hiểu chính cái phần này, được chưa nào? Nội dung của mục 25A nguồn năng lượng tái tạo này như sau các em ạ. Các em theo dõi này. Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng từ mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối và năng lượng địa nhiệt. Đây, chúng ta thấy là có 5 cái này. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ thấy là gì? Người ta sẽ nêu từng cái một. Năng lượng từ mặt trời và năng lượng từ gió luôn có sẵn trong tự nhiên, thực tế được coi là vô hạn. Đúng chưa nào? Chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Trong tự nhiên chúng ta mặt trời và gió ở đây thì đấy là những cái nguồn năng lượng vô hạn. Đấy. Tiếp theo, năng lượng nước là năng lượng lấy từ sức chảy của dòng nước. Ví dụ như là thủy triều, sóng biển thì cái năng lượng nước ở đây là người ta hay sử dụng để tạo ra năng lượng điện, nhà máy thủy điện đấy các em ạ. Được chưa nào? Đấy. Năng lượng địa nhiệt là năng lượng thu được từ sức nóng bên trong lõi trái đất. Nhiệt tỏa ra từ các giếng phun suối nước nóng khu vực gần núi lửa. Đấy, đây là năng lượng địa nhiệt. Các em sẽ thấy là gì nhỉ? Có một số nơi có người ta có khu du lịch tắm suối nước nóng đấy, thì đấy chính là người ta sử dụng nguồn năng lượng địa nhiệt và năng lượng đấy được thu từ sức nóng ở bên trong lõi trái đất. Hiểu chưa? Đấy. Tiếp theo là năng lượng sinh khối là năng lượng thu được từ thực vật, gỗ, rơm, lát và chất thải. Đấy, đây là năng lượng sinh khối và người ta nêu như thế này. Thế nào? Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Có 5 cái dạng chính về nguồn năng lượng tái tạo và người ta chỉ ra những cái đặc điểm như này. Vậy thì ưu điểm của cái nguồn năng lượng tái tạo này như thế nào? Thì chúng ta chuyển sang nội dung của phần tiếp theo. Các nguồn năng lượng này có các ưu điểm là gì nhỉ các em nhỉ? Thứ nhất đó là liên tục được bổ sung nhanh chóng và có sẵn để sử dụng. Thứ hai là có thể sử dụng để tạo ra điện và nhiệt. Thứ ba là ít tác động tiêu cực đến môi trường so với nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên. Đấy, thì chúng ta thấy đây là 3 cái ưu điểm của nguồn năng lượng tái tạo này. Đấy, được chưa nào? Thế thì để củng cố cho cái phần này chúng ta sẽ theo dõi câu hỏi số 1 ở đây như sau. Câu hỏi 1 ý A. Nêu những điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo. Vậy thì để so sánh được thì chúng ta sẽ so sánh xem là thời gian hình thành nó như nào và cách thức bổ sung của nó như nào. Đúng như là chúng ta sẽ dựa vào chính cái định nghĩa của nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo. Thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Nguồn năng lượng tái tạo đây thì thời gian bổ sung hay là thời gian hình thành của nó ở đây sẽ là nhanh và cũng luôn có sẵn trong tự nhiên, đúng như nào? Và nó sẽ bổ sung một cách liên tục.
Còn đối với nguồn năng lượng không tái tạo thì thời gian hình thành của nó ở đây rất là lâu, hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm. Và cách thức bổ sung của nó ở đây là không thể bổ sung nhanh chóng và nó có thể bị cạn kiệt. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái đặc điểm đó, đó là chính là thời gian hình thành và cách thức bổ sung để chúng ta so sánh. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ so sánh. Một, chúng ta so sánh. Đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh về thời gian hình thành. Ở đây chúng ta sẽ chia cột ra các em ạ. Chúng ta sẽ chia cột ra và chúng ta sẽ so sánh nhau. Đấy, đây là thời gian hình thành. Chúng ta chia cột ra. Đặc điểm thứ hai là chúng ta so sánh về cách thức bổ sung. Đây là năng lượng tái tạo. Đây là năng lượng không tái tạo. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ so sánh. Đầu tiên là về thời gian hình thành thì chúng ta đã thấy là năng lượng tái tạo ở đây là thời gian của nó bổ sung, thời gian hình thành của nó nhanh và luôn có sẵn, đúng không nào? Nên có sẵn trong tự nhiên. Đấy, còn đối với năng lượng không tái tạo thì thời gian hình thành của nó là lâu, hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm. Rất là lâu. Đúng chưa? Đấy. Cách thức bổ sung đối với năng lượng tái tạo ở đây thì là luôn được bổ sung liên tục. Đúng chưa nào? Luôn được bổ sung liên tục. Còn đối với năng lượng không tái tạo thì nó sẽ là gì nhỉ? Không thể bổ sung nhanh và có thể cạn kiệt. Đó. Thì đấy chính là cái đặc điểm so sánh giữa năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo. Được chưa các em? Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi B. Những nguồn năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo? Than, xăng, mặt trời, khí tự nhiên và gió. Vậy thì ở đây người ta yêu cầu các em là từ 5 cái nguồn năng lượng này và người ta yêu cầu các em phân loại nó vào nguồn năng, đâu là nguồn năng lượng tái tạo và đâu là nguồn năng lượng không tái tạo. Được chưa? Thì chúng ta có thể trả lời luôn vào cái bảng này. Nó trả lời luôn vào cái bảng này. Ý B. Ví dụ, chúng ta lấy ví dụ ở trong cái chỗ này đi. Đấy. Đầu tiên là ở đây người ta cho các em 5 cái. Một là than, xăng, mặt trời, khí tự nhiên và gió. Thế thì dựa vào cái bảng ở hình 50.1 thì chúng ta có thể thấy ngay là gì nhỉ? Than, xăng, khí tự nhiên ở đây chính là gì nhỉ? Chính là nguồn năng lượng không tái tạo, bởi vì là thời gian hình thành nó rất là lâu. Đây là những cái nhiên liệu hóa thạch, đúng chưa nào? Đấy, ở trong tự nhiên khoáng sản thì thời gian hình thành rất là lâu và nó sẽ không thể bổ sung nhanh chóng và nó có thể bị cạn kiệt, thì đấy chính là nguồn năng lượng không tái tạo. Còn năng lượng tái tạo ở trong chỗ này đó chính là mặt trời và gió. Đây là nguồn năng lượng luôn luôn có sẵn trong tự nhiên và luôn luôn được bổ sung liên tục, đúng chưa nào? Vậy chúng ta có thể chọn luôn ở trong chỗ này, năng lượng tái tạo đây chính là mặt trời và gió. Mặt trời và gió. Còn năng lượng không tái tạo đây chính là than, xăng, khí tự nhiên. Được chưa? Vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi số 1 gồm hai ý, ý A và ý B. Thầy đưa luôn vào trong cái bảng này thì để cho các em dễ hình dung. Được chưa nào? Đấy, chúng ta có thể theo dõi. Chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi số 2. Chúng ta theo dõi câu hỏi số 2. Các nhà khoa học dự đoán rằng đến năm 2100 sẽ không còn dầu và than trên trái đất.
cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao khi những cái nguồn nhiên liệu này cạn kiệt. Vậy thì ở đây là một cái dự đoán của các nhà khoa học, và chúng ta sẽ thấy được cái sự ảnh hưởng khi mà cái nguồn nhiên liệu này nó cạn kiệt. Vậy thì chúng ta có thể thấy là gì nhỉ? Nếu như mà dầu mà than ở đây là những cái nguồn nhiên liệu rẻ, sử dụng phổ biến, đúng chưa nào? Thì nếu như mà nó cạn kiệt thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Những cái nhà máy mà trước đây vận hành sử dụng cái nguồn năng lượng này sẽ bị làm sao nhỉ? Sẽ bị phá sản, tổn hại về kinh tế, đúng không nào? Những cái nhà máy đấy sẽ không cần dùng tới nữa. Ví dụ như là những cái nhà máy sử dụng than, nhà máy nhiệt điện than chẳng hạn ấy, thì người ta sử dụng những cái nguồn năng lượng liên quan tới than đấy, dầu. Rồi như nào nhỉ? Khi mà hết nhiên liệu thì lúc này chúng ta sẽ phải tìm ra những cái nguồn nhiên liệu mới để thay thế cái nguồn nhiên liệu cũ, thì lúc đấy nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái nguồn kinh tế của người dân, đúng không? Ảnh hưởng nguồn kinh tế của người dân, có thể như là sử dụng, người ta nghiên cứu là một cái nguồn năng lượng thay thế mới. Như ngày trước thì chúng ta có thể gì nhỉ, người ta nghiên cứu là cái xăng E5 ấy chẳng hạn, xăng E5 rồi RON đấy, thì một số cái loại nguồn nhiên liệu, tuy nhiên thì nó cũng tiết kiệm là một phần nào đó thôi, được chưa? Còn khi mà dầu mà than nó hết ấy, thì lúc này nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta cũng có thể trả lời câu hỏi này như sau. Thì chúng ta sẽ có một số cái gạch đầu dòng. Nếu đến năm 2100, nguồn nhiên liệu dầu và than này cạn kiệt, thì cuộc sống của chúng ta sẽ như nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ khó khăn hơn. Vì sao nhỉ? Vì dầu và than ở đây là nguồn nhiên liệu rẻ, đúng không nào? Sử dụng phổ biến. Đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến về cách thức sử dụng, đúng không nào? Đấy. Dầu và than là nguồn nhiên liệu rẻ. Dễ sử dụng. Đấy. Thế nên ví dụ như là có một số loại xe ô tô chạy dầu chẳng hạn, thì bây giờ người ta nghiên cứu là gì nhỉ? Sử dụng xe điện ấy, đúng không? Xe ô tô chạy bằng điện, thì đấy là người ta cũng đang dần dần người ta sẽ nghiên cứu là những cái nguồn năng lượng mới để thay thế cho những cái nguồn năng lượng cũ mà có thể bị cạn kiệt. Tuy nhiên thì cái giá thành của nó không phải là rẻ, đúng không nào? Một chiếc xe ô tô điện của nhà máy VinFast mới sản xuất ấy, thì cũng không phải là rẻ. Thứ hai nó là gì nhỉ? Những cái nhà máy mà máy móc, nhà máy mà đang hoạt động sử dụng liên quan đến than và dầu thì sẽ bị là gì nhỉ? Lúc đấy là sẽ không sử dụng nữa và nó sẽ dẫn đến tổn thất về kinh tế. Những nhà máy, thiết bị sử dụng nhiên liệu liên quan đến than, dầu, như nhà, ví dụ như nhà máy sử dụng than ấy, nhà máy nhiệt điện sử dụng than ấy, đấy. Hoặc là những cái động cơ sử dụng dầu liên quan đến than và dầu sẽ không dùng tới nữa. Dẫn đến tổn thất về kinh tế. Đấy. Đến cái thứ hai, cái thứ ba là gì nhỉ? Cần phải tìm ra gì nhỉ? Cần phải tìm ra nguồn năng lượng mới thay thế. Phù hợp với kinh tế đất nước, người dân. Đó, thì đấy là ba cái gạch đầu dòng cơ bản
khi mà cái nguồn năng lượng này của chúng ta cạn kiệt, đó chính là gì nhỉ? Dầu và than là nguồn năng lượng hay là nguồn nhiên liệu lẻ dễ sử dụng, được chưa nào? Thứ hai là những cái nhà máy và thiết bị đang sử dụng những cái nhiên liệu mà liên quan đến than dầu thì lúc này sẽ không cần dùng tới nữa và sẽ phải bỏ đi, thì lúc đấy nó sẽ tổn thất đến kinh tế, đúng chưa nào? Tiếp theo là chúng ta cần phải tìm ra những cái nguồn năng lượng hay là nhiên liệu mới để thay thế phù hợp với cái điều kiện kinh tế của đất nước, của người dân, được chưa? Đấy chính là câu hỏi số 2. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Chúng ta theo dõi nội dung tiếp theo ở đây. Ở đây người ta cho các em này một cái hoạt động, ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời. Số 1, quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi. A. Năng lượng ánh sáng từ mặt trời có thể được chuyển hóa thành điện như thế nào ở hình 50.2A? Đây, hình A đây các em. Đấy. Hình B. Câu hỏi B, năng lượng ánh sáng từ mặt trời có thể được sử dụng để chuyển để sản xuất nhiên liệu từ thực vật bằng cách nào? Hình 50.2B. Đây, hình A đây chúng ta thấy là gì nhỉ? Có hình ảnh một chiếc mặt trời này. À, hình ảnh mặt trời này và hình ảnh pin mặt trời, điện năng. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Mặt trời ở đây sẽ tỏa ra năng lượng chủ yếu chính là nhiệt năng. Pin mặt trời ở đây sử dụng cái nhiệt năng từ mặt trời để chuyển hóa thành điện năng, đúng chưa nào? Và cái điện năng này được truyền tải lên cái đường dây tải điện này, đúng chưa nào? Thì đấy là cái cách thức chuyển hóa năng lượng từ ánh sáng mặt trời, đúng chưa nào? Đấy, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể thấy ngay được là như vậy, sự chuyển hóa năng lượng của nó sẽ là như vậy, đúng chưa? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi A này như sau. A. Năng lượng ánh sáng từ mặt trời có thể được chuyển hóa thành điện bằng cách. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Mặt trời tỏa là gì nhỉ? Mặt trời tỏa là ánh sáng, đúng như nào? Và ánh sáng ở đây sẽ chuyển hóa thành năng lượng điện, à năng lượng nhiệt, đấy chưa? Mặt trời tỏa ra ánh sáng, được chưa nào? Và chuyển hóa thành nhiệt năng, được chưa nào? Và nhiệt năng này sẽ chuyển hóa thành gì nhỉ? Chuyển hóa thành điện năng khi mà tấm pin mặt trời hấp thụ, như nào? Hay là chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Pin mặt trời chuyển hóa nhiệt năng thành điện năng. Về nguyên tắc hay là về cách thức chuyển hóa từ nhiệt năng thành điện năng của tấm pin mặt trời thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở những cái nội dung cao hơn, để cho nó ở những cái lớp cao hơn, cái nguyên nhân sâu xa tại sao người ta lại sử dụng cái tấm pin mặt trời này như vậy, thì để sau này chúng ta sẽ nghiên cứu những cái kiến thức cao hơn, được chưa nào? Về cơ bản là chúng ta sẽ thấy được như vậy, chuyển hóa nhiệt năng thành điện năng, sau đó là gì nhỉ? Điện năng này được truyền tải lên cái hệ thống lưới điện quốc gia, đúng như nào? Được đưa lên hệ thống điện, được chưa nào? Để sử dụng. Đó. Thì đấy chính là cái cách thức chuyển hóa từ năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện như vậy. Đầu tiên là năng lượng ánh sáng mặt trời sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng, nhiệt năng được pin mặt trời chuyển hóa thành điện năng và từ đó sẽ đưa lên cái hệ thống lưới điện quốc gia để sử dụng. Đấy chính là cái ý A. Ý B ở đây là chúng ta thấy là gì nhỉ? Mặt trời này, mặt trời tỏa ra năng lượng, đúng không nào? Mặt trời tỏa ra năng lượng ánh sáng mặt trời, và các thực vật nông nghiệp này sẽ hấp thụ cái ánh sáng mặt trời này để chuyển hóa thành gì nhỉ?
chuyển hóa năng lượng, đúng không nào, để nó sinh trưởng và phát triển. Thế thì sau khi mà con người sử dụng cái thực vật này, thực phẩm này và có những thức ăn thừa, đúng không nào, có những thức ăn thừa, thì khi đó người ta sẽ sử dụng cái thức ăn thừa này để chuyển hóa, hay người ta chế tạo, người ta sử dụng các phản ứng, sử dụng phản ứng hóa học để người ta chuyển thành nhiên liệu sinh học, đó là khí ga. Thì chúng ta có thể trả lời được là như sau: thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành, chuyển hóa năng lượng và phát triển, đúng không nào? Sau khi chúng được sử dụng vào mục đích cuộc sống của con người thì những cái phần thức ăn thừa sẽ được chuyển hóa thành phân bón và chế tạo thành nhiên liệu sinh học. Được chưa? Vậy thì chúng ta có thể trả lời cái câu hỏi ý B này như sau: năng lượng ánh sáng từ mặt trời có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu từ thực vật bằng cách, đầu tiên là thực vật hấp thụ ánh sáng năng lượng mặt trời, đúng không nhỉ các em nhỉ? Thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời nhé, chuyển hóa thành năng lượng, chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác để sinh trưởng và phát triển. Đó, đấy là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là gì nhỉ? Sau khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm thực vật này vào cuộc sống, đúng không nào? Sau khi con người sử dụng vào mục đích cuộc sống sẽ có thức ăn thừa, đúng không nào? Sẽ có phần thức ăn thừa và cái thức ăn thừa này người ta sẽ sử dụng những cái quá trình lên men hoặc là quá trình xúc tác hóa học đấy, vào các quá trình lên men chẳng hạn, hoặc là phản ứng hóa học, hoặc là phản ứng sinh học đấy, hoặc các phản ứng sinh hóa nha, thông qua các quá trình lên men hoặc là phản ứng sinh hóa để chế tạo nhiên liệu sinh học. Ví dụ như là ga đấy. Ok chưa nào các em? Thì đấy chính là cái quá trình chuyển hóa năng lượng, hay là cái quá trình mà biến đổi từ năng lượng ánh sáng mặt trời thành nhiên liệu sinh học thông qua các sản phẩm thực vật. Thì đấy chính là cái câu hỏi số 1. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Các em theo dõi nội dung câu hỏi số 2. Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng mặt trời để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Đấy, thì ở đây người ta cho các em hình ảnh 50.3. Hình ảnh 50.3 ở đây là người ta sử dụng năng lượng mặt trời này các em này. Đây, sử dụng năng lượng mặt trời. Trên cái mái nhà đây là người ta gắn các tấm pin mặt trời các em ạ. Đấy, và tấm pin mặt trời đây đã chuyển hóa cái năng lượng ánh sáng mặt trời này thành năng lượng điện, và người ta nạp vào một cái bình điện nào đó chẳng hạn đấy, và sau đó người ta sử dụng để thắp sáng các thiết bị điện, hoặc là sử dụng các thiết bị điện trong gia đình và một phần để chuyển hóa cho cái sử dụng cho cái ô tô điện này đấy. Thì các em có thể thấy là gì nhỉ? Đầu tiên là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển hóa thành năng lượng điện và phục vụ vào cuộc sống gia đình và sử dụng cho chạy xe ô tô, được chưa nào? Đấy. Hình B ở đây là người ta đang sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để sử dụng cái bình nước nóng năng lượng mặt trời đấy các em này. Đấy.
Được chưa nào? Vậy là chúng ta đã phân tích được hình A và hình B. Hình A ở đây là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để cung cấp năng lượng cho ô tô và các thiết bị điện hoạt động. Còn hình B ở đây là nhiệt độ của nước được đun nóng trực tiếp bằng bình sử dụng năng lượng mặt trời để có thể đạt lên tới 60 độ C. Đây chính là cái bình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Thế thì lúc này người ta yêu cầu các em là thảo luận nêu những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hình 50.3. Thế thì các em thấy là gì nhỉ? Ưu điểm của nó ở đây chính là nguồn năng lượng này là chính là nguồn năng lượng tái tạo, đúng không nào? Đây, năng lượng này là nguồn năng lượng tái tạo, và lúc này nó sẽ kéo theo một cái là gì nhỉ? Giảm được cái tiền điện. Như nào? Chúng ta sử dụng trực tiếp ở đây chúng ta sẽ giảm được tiền điện này. Rồi chi phí bảo trì nó sẽ thấp. Ứng dụng đa dạng cung cấp năng lượng cho ô tô và các thiết bị điện, được chưa nào? Đấy, còn nhược điểm ở đây thì nó như thế nào? Ví dụ như mà trời mưa thì sao các em? Trời mưa hoặc là trời không âm u chẳng hạn, thì lúc này là cái nhiệt lượng từ cái ánh sáng mặt trời đây tỏa ra rất là thấp, đúng chưa nào? Thì khi đó nó sẽ phải phụ thuộc vào cái thời tiết, nhược điểm nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết, và cái giá thành của cái sản phẩm này nó sẽ rất là cao, bởi vì ở đây những cái tấm pin mặt trời thì giá thành rất là cao, đúng chưa nào? Bình nước nóng năng lượng mặt trời ở đây cũng khá là cao đấy các em ạ. Được chưa nào? Và lúc này nó sẽ phải kéo theo một cái nữa là để lắp được những cái tấm pin mặt trời này hay lắp được những cái bình nước nóng năng lượng mặt trời này thì nó cần một cái diện tích khá là lớn, đúng chưa nào? Chi phí lắp đặt của những cái tấm pin mặt trời này khá là cao đấy. Rồi ở đây thì người ta có một cái nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái tấm pin mặt trời này, nếu như mà cái tấm pin mặt trời này nó hỏng chẳng hạn, thì lúc đấy là người ta chưa có cách xử lý được cái chất thải của pin mặt trời này. Đấy, thì đấy chính là cái ưu điểm và nhược điểm thì chúng ta có thể nêu ra được như sau. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái năng lượng tái tạo mặt trời. Năng lượng mặt trời. Và chúng ta sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Thầy kể một cái bảng như này để chúng ta dễ hình dung. Ưu điểm, nhược điểm. Đấy, ưu điểm của nó đây là gì? Sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời thì đây chính là nguồn năng lượng tái tạo, đúng không nhỉ? Nguồn năng lượng tái tạo nó sẽ vô hạn, vô hạn, đúng chưa nào? Đấy, tiếp theo là nó sẽ giảm được tiền điện. Đấy, chi phí bảo trì thấp. Đấy, ứng dụng đa dạng. Ví dụ như là cho ô tô này, cho thiết bị gia đình này, đấy, thiết bị điện trong gia đình này, vân vân, sử dụng rất nhiều. Còn nhược điểm nó sẽ ở đây sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ phải phụ thuộc thời tiết, đúng không em nhỉ? Vào những ngày trời mưa thì sao? Những ngày trời âm u thì sao? Năng lượng mặt trời khá là yếu. Thứ hai là giá thành nó cao. Đấy, chi phí lắp đặt. Đấy, tiếp theo là cần nhiều không gian sử dụng hay là tốn diện tích. Diện tích. Rồi chưa có cách xử lý chất thải. Pin mặt trời. Đó, thì đấy là chúng ta đã nêu được một số cái ưu điểm và nhược điểm ở trong cái việc sử dụng năng lượng mặt trời mà thay thế cho năng lượng hóa thạch. Đấy, thì đấy chính là câu trả lời cho câu hỏi số 2. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung phần em có biết. Các em chuyển sang nội dung mục em có biết. Cảnh báo về sử dụng năng lượng mặt trời. Các nhà khoa học cảnh báo nếu cứ tăng cường việc sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất điện như hiện nay thì chỉ trong vòng 20 năm nữa, trái đất có thể sẽ tràn ngập rác thải là các pin mặt trời đã qua sử dụng, trong đó có chứa các hóa chất độc hại. Tức là đây người ta cảnh báo về việc sử dụng năng lượng mặt trời bừa bãi, đúng không nào? Bởi vì là người ta chưa có cách xử lý cái pin mặt trời mà đã qua sử dụng. Đấy, và các nhà khoa học cảnh báo thì trong vòng 20 năm nữa trái đất chúng ta sẽ ngập tràn rác thải, đó là các tấm pin mặt trời đã qua sử dụng. Và tấm pin mặt trời này người ta chế tạo thông bằng các hóa chất, chế tạo bằng các hóa chất thì trong đó nó có một số hóa chất độc hại, được chưa nào? Thì đấy chính là nội dung của mục em có biết. Chúng ta sẽ
chuyển sang nội dung cuối cùng của phần này, đó chính là phần em đã học. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung của bài học nguồn năng lượng tái tạo, đúng không nào? Và nội dung của bài học này sẽ có hai nội dung chính, đó chính là nguồn năng lượng trong tự nhiên được phân loại thành hai nhóm, một là nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo, đúng chưa? Nguồn năng lượng tái tạo đây là gì và nguồn năng lượng không tái tạo đây là gì thì chúng ta cũng đã tìm hiểu khái niệm rồi, được chưa? Thứ hai là nguồn năng lượng tái tạo bao gồm mặt trời, gió, nước, sinh khối và địa nhiệt. Thì ở đây người ta ví dụ cho các em một số cái nguồn năng lượng tái tạo. Những cái nguồn năng lượng tái tạo là những cái nguồn mà có sẵn trong tự nhiên, đúng như là thời gian nó bổ sung nhanh chóng, liên tục đấy, và nó có thể tạo ra được các nguồn năng lượng, ví dụ như là điện năng và nhiệt năng, vân vân. Đấy. Phần cuối cùng ở đây là phần em có thể tìm được các thiết bị trong gia đình em có thể sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch. Tức là ở đây người ta yêu cầu các em là các em tìm xem trong gia đình em có một số cái thiết bị sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách để thay thế những cái nguồn năng lượng hóa thạch đấy bằng cách sử dụng những cái sản phẩm khác. Thế thì chúng ta có thể thấy ngay là gì nhỉ? Trong cuộc sống chúng ta, nhiều gia đình bây giờ vẫn sử dụng bếp ga, đúng không nào? Bếp ga thì chúng ta cũng đã tìm hiểu ở cái bài 4-9 là năng lượng hao phí rồi đấy. Thì khi sử dụng bếp ga thì nó sẽ có một phần là tỏa ra môi trường, nhiệt năng tỏa ra môi trường sẽ làm hao phí năng lượng, đúng không nào? Và ở cái bài này chúng ta thấy là gì nhỉ? Sử dụng bếp ga, ga ở đây là nguồn năng lượng không tái tạo, đúng không nào? Nguồn năng lượng không tái tạo nó sẽ bị cạn kiệt. Vậy chúng ta sẽ thay thế sử dụng bếp ga bằng cách chúng ta sẽ sử dụng bếp từ, đúng không nào? Hoặc là bếp hồng ngoại, đúng chưa? Thì bếp từ và bếp hồng ngoại đây có tác dụng là tiết kiệm điện năng, đúng là tiết kiệm điện năng, và nó chính là cái nguồn năng lượng có thể là cái nguồn năng lượng tái tạo khi mà người ta sử dụng nguồn năng lượng điện từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, đúng là hoặc là nhà máy sử dụng năng lượng gió đấy, thấy chưa? Hoặc là có thể là gì nhỉ, chúng ta sẽ chuyển từ xe máy chạy bằng xăng sang xe máy chạy bằng điện, đúng chưa? Thì vân vân, chúng ta có rất nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta có thể ví dụ là chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Sử dụng bếp từ thay cho bếp ga, đúng chưa? Hoặc là sử dụng xe điện hay là xe máy điện, xe đạp điện ấy. Đấy, xe ô tô điện thay cho xe máy chạy bằng xăng, đúng chưa? Hoặc là sử dụng xe ô tô điện thay cho xe ô tô chạy bằng xăng, ô tô chạy bằng dầu. Thì đấy chính là cái câu trả lời ở trong phần em có thể. Và chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi cuối cùng ở trong phần này, đó chính là một cái thí nghiệm ở trong phần này. Ở đây người ta cho các em nội dung như sau: tự làm mô hình tuabin hoạt động bằng nguồn năng lượng tái tạo, chuẩn bị một trong chóng sử dụng một trong chóng cắt từ vỏ non nước ngọt như hình 50.4. Đấy, một que cứng gắn trên một giá cố định để làm trục quay, một vật nhẹ nút áo bằng nhựa cột vào đầu sợi dây dài khoảng 1 mét cuốn quanh trục. Đấy, ở đây người ta yêu cầu các em sử dụng này, chuẩn bị một số này vỏ non nước ngọt, được chưa? Vỏ non nước ngọt, sau đó người ta sẽ cắt này, sẽ cắt bỏ phần A đi các em này, đây này, đấy, cắt bỏ phần A này đi, sau đó người ta sẽ cắt thành các vết ở đây, này cắt đây, đấy, cắt đường cắt thế này, những cái đường nét đứt này, sau đó người ta xòe ra, đấy, để được cái hình như này, giống như là cái kính quạt đấy các em, đấy, tiến hành đặt các cánh quạt của trong chóng bên dưới vòi nước, mở vòi nước. Sức nước chảy mạnh làm trong chóng quay và tạo ra lực nâng vật lên cao. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ? Người ta đục lỗ ở trên cái vỏ non này, đây đục lỗ ở trên vỏ non này, sau đó người ta xuyên qua một cái trục quay cứng, được chưa nào? Xuyên qua một trục quay cứng. Và ở đây người ta gắn một cái đầu này, đây người ta gắn cố định nó trên một cái giá. Gắn cố định trên một cái giá, sau đấy thì người ta dùng một sợi dây người ta buộc vào một cái nút áo bằng nhựa, người ta buộc một cái nút áo bằng nhựa, sau đó người ta đặt cái này
đặt cái hệ thống này dưới một vòi nước. Và nhớ là khi mà chúng ta cắt và chúng ta tạo thành hình cánh quạt thì chúng ta để những cái hình cánh quạt này đây này, những cái cánh này hơi nghiêng nghiêng một chút để cho nó hứng được nước các em ạ. Đấy, để hơi nghiêng, hơi vát đi một chút. Và khi mà chúng ta xả nước thì sẽ làm cho cái cánh quạt này nó quay. Làm cánh quạt nó quay. Khi mà nó quay thì nó sẽ quấn cái sợi dây này lên, quấn sợi dây này lên và nó kéo cái cúp nhựa này, nút áo này lên trên cao, đúng chưa? Vậy thì ở đây người ta hỏi các em thảo luận có sự chuyển hóa năng lượng gì xảy ra. B, nghĩ cách cải tiến làm cho trong chóng quay nhanh hơn và liên tục. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Có sự chuyển hóa năng lượng. Đầu tiên là từ năng lượng nước, đúng như nào? Đây, năng lượng nước khi mà chúng ta mở vòi nước thì nước ở một cái độ cao nào đó thì nó sẽ có một cái năng lượng dự trữ, đúng như nào? Đó là thế năng. Khi mà người ta mở vòi nước thì lúc này nước nó sẽ chảy, nó sẽ chuyển thành động năng, đúng như nào? Bởi vì nước chảy nó sẽ chuyển thành động năng. Ban đầu nước ở trong vòi nó sẽ dự trữ một cái năng lượng, đó chính là thế năng, đúng không em? Khi mà mở vòi nước thì nước nó sẽ chảy, nó chuyển hóa thành động năng, đúng chưa nào? Và cái động năng này nó sẽ làm cho cái tuabin này quay, hay là cái trong chóng này quay, đúng không nào? Truyền năng lượng cho cái trong chóng này và làm cho trong chóng quay. Khi mà trong chóng quay thì trong chóng sẽ có một cái động năng, đúng như nào? Đấy, động năng. Động năng của cái trong chóng quay này nó sẽ làm cho cái sợi dây này nó khi mà buộc vào cái trục quay này nó sẽ bị cuộn lại, đúng không? Cái sợi dây nó sẽ bị cuộn lại và làm cho cái cúc áo này sẽ chuyển động lên cao. Khi mà cái cúc áo này chuyển động lên cao, tức là nó sẽ có một cái độ cao nào đó so với mặt đất, thì khi đó cái cúc áo này nó có thế năng, tức là động năng từ cái trong chóng này đã chuyển hóa thành thế năng cho cái nút áo, đúng không em? Đấy, vậy là chúng ta sẽ có cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng, được chưa? Vậy là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái sự chuyển hóa năng lượng. Sự chuyển hóa năng lượng này như sau, chúng ta sẽ phân tích là gì nhỉ? Đầu tiên là từ năng lượng của nước trong vòi, đó là thế năng, đúng không nào các em? Thế năng khi mở vòi thì nước nó chảy, đúng chưa nào? Khi mở vòi nước nó chảy thì nó sẽ chuyển thành động năng, chuyển từ thế năng sang động năng. Đấy. Sau đó nó sẽ như thế nào nhỉ? Làm cho cái trong chóng này quay. Đấy, vậy là sẽ có động năng, đúng không nào? Động năng của trong chóng. Đấy, khi mà cái trong chóng này nó quay, nó sẽ kéo cho cái sợi dây lên cao. Và kéo sợi dây lên cao. Kéo sợi dây lên cao, đồng thời nút áo sẽ được đưa lên cao, đúng không em? Đưa lên cao, lúc này nó sẽ có là gì nhỉ? Có thế năng, đúng chưa? Vậy là chúng ta sẽ có một cái sơ đồ chuyển hóa. Chúng ta sẽ có sơ đồ chuyển hóa năng lượng như sau. Đầu tiên là thế năng của nước ở trong vòi nước, đúng không nào? Khi mà mở vòi thì nó sẽ chuyển thành động năng. Lúc này cũng vẫn là động năng của nước, đúng như nào? Và động năng của nước lúc này sẽ chuyển hóa thành động năng của trong chóng. Động năng của trong chóng, đúng như nào? Đấy. Và cái động năng này sẽ chuyển hóa thành thế năng của nút áo. Đúng chưa? Vậy là chúng ta đã có được cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng. Đầu tiên là từ thế năng của nước chuyển hóa thành động năng của nước, sau đó chuyển thành động năng của trong chóng.
Thế là về cơ bản cái động năng ở trong chóng ở đây nó có một phần nữa là thế năng, bởi vì là khi mà trong chóng nó quay đấy, khi mà trong chóng nó quay thì các cánh quạt ở đây nó sẽ có cái độ cao khác nhau, được chưa? Thì lúc đấy nó cơ bản người ta sẽ gọi là cơ năng của trong chóng, nhưng mà cụ thể cái năng lượng chính ở trong chỗ này sẽ là động năng ở trong chóng, và động năng ở trong chóng ở đây chuyển hóa thành thế năng cho nút áo, được chưa? Thì đấy là chúng ta có cái sơ đồ chuyển hóa năng lượng như vậy. Thì đấy chính là cái ý A ở trong cái phần này, câu trả lời cho ý A. Chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B ở đây là người ta yêu cầu các em là gì nhỉ? Nghĩ cách cải tiến làm cho trong chóng quay nhanh hơn và liên tục. Vậy thì chúng ta sẽ có những cách nào? Thì chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Khi mà trong chóng nó sẽ quay, khi mà nó sẽ quay thì nó sẽ sinh ra cái lực ma sát giữa cái trục quay của cái này với cái trong chóng, đúng không nào? Ở cái vị trí này sẽ sinh ra cái lực ma sát giữa trục quay gắn với trong chóng và làm cho cái trong chóng này có thể nó bị quay chậm lại, đúng không? Vậy thì để tăng cái tốc độ quay trong chóng thì lúc này chúng ta sẽ mài nhẵn cái trục quay này đi, đúng không? Chúng ta sẽ mài nhẵn cái trục quay này đi, hoặc là chúng ta sẽ gắn thêm các ổ bi vào đấy, chúng ta gắn thêm ổ bi vào đấy. Thì tuy nhiên việc gắn ổ bi ở đây thì nó hơi phức tạp một chút, thì ở đây chúng ta sẽ có một cách đơn giản nhất là gì nhỉ? Chúng ta sẽ mài nhẵn cái trục quay, hoặc là gì, chúng ta muốn tăng cái năng lượng cho nó thì chúng ta sẽ đưa cái vòi nước này lên cao, đưa cái vòi nước này lên cao thì chúng ta thấy là gì nhỉ, chúng ta sẽ tăng được cái thế năng của nước, tức là tăng năng lượng, được chưa? Thì chúng ta sẽ có hai cách cơ bản hay là đơn giản nhất là chúng ta sẽ làm ở đây. Ý B là cải tiến làm cho trong chóng quay nhanh hơn. Đó là gì nhỉ? Ý thứ nhất là chúng ta sẽ làm giảm ma sát giữa trục quay gắn với trong chóng. Bằng cách là chúng ta sẽ mài nhẵn, mài nhẵn nhất có thể, được chưa? Thứ hai là chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Đưa vòi nước lên cao. Để làm gì? Để tăng cái thế năng cho nước. Đó, chúng ta sẽ đưa vòi nước lên cao để tăng thế năng cho nước, tức là tăng cái năng lượng ban đầu. Khi mà năng lượng ban đầu nó là tăng thì là cái động năng của trong chóng nó sẽ quay nhanh hơn, đúng không? Tức là động năng nó sẽ tăng lên. Khi mà động năng tăng lên thì là trong chóng nó sẽ quay nhanh hơn, được chưa? Thì đấy chính là cái câu trả lời cho ý B này. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu nội dung của cái bài học năng lượng tái tạo này thì chúng ta sẽ quay trở lại cái câu hỏi ở phần hoạt động. Câu hỏi ở đây là hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015. Theo em năng lượng tái tạo là gì? Vậy thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể trả lời được nguồn năng lượng tái tạo là gì và năng lượng tái tạo là gì, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi này như sau. Năng lượng tái tạo đây là năng lượng như thế nào nhỉ? Có thể được sinh ra liên tục và nguồn năng lượng ở đây là vô hạn, không bao giờ cạn kiệt. Năng lượng tái tạo là năng lượng có thể được sinh ra liên tục và nguồn năng lượng vô hạn, không bao giờ cạn kiệt. Đấy, được chưa nào? Có sẵn trong tự nhiên. Có sẵn trong tự nhiên. Thời gian tái tạo thì nó nhanh chóng, đúng không nào? Nhanh chóng, liên tục. Đó, thì đấy chính là cái câu trả lời cho cái phần hoạt động này. Và đây chính là cái câu trả lời câu hỏi cuối cùng ở trong cái bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta đã kết thúc cái bài học 50 năng lượng tái tạo. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.